chiquichita, me la la hela, chiquichita, me la, me la, chiquichita, me la la hela, chiquichita, me la, me la, chiquichita, me la. Bạn ơi, đông đưa trên cao, người du dương bé kêu từ lá non. Cho xuân qua đi, bay đầu đầy hương hoa phùng vĩ thơm. Lang thang nơi sân trường, năm xưa hay vui đùa. Nơi trong tim tôi như ngày xưa hè vui giờ vẫn còn đây. Không gian thênh thang, đưa hương hoa mi ma rào khắp nơi. Cây me nghiêng che cho trên vai lung lên giọt nắng rơi. Ngang qua bao căng phòng. Các bậc cha mẹ học sinh, đại diện cho cha học sinh toàn trường. Tôi toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên và các em học sinh toàn trường thân mến. Trước tiên xin đề nghị toàn thể chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh về dự buổi lễ, buổi tổng kết năm học 2020-2021 là năm học ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thầy và trò của nhà trường đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ tiêu kép, đó là vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ năm học. Để đánh giá và nhìn lại quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường trong năm học 2020-2021, đồng thời cũng để báo cáo về kết quả đã đạt được của nhà trường với các quý vị đại biểu, với các bậc cha mẹ học sinh. Do thời gian hạn hẹp, cho phép tôi được báo cáo những nội dung cơ bản nhất của từng hoạt động của nhà trường như sau. Về số lượng, về đặc điểm tình hình của nhà trường, về đội ngũ, tổng cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường là 69 đồng chí, trong đó nữ 51. Ban giám hiệu của nhà trường không 2 người, giáo viên là 60 đồng chí, nhân viên là 7. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 100%, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn là 32%. Về sĩ số học sinh cuối năm học là 1.257 học sinh với 30 lớp. Về thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, về chất lượng giáo dục đạo đức, nhà trường xác định công tác giáo dục đạo đức học sinh là quan trọng. Bởi vậy, phương châm giáo dục học sinh khi tới trường là giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật, ý thức tu dưỡng, rèn luyện vươn lên. Nhà trường đã đề ra những biện pháp, hình thức giáo dục phù hợp, động viên các lực lượng giáo dục trong nhà trường tham gia. Đối với các học sinh của nhà trường thì xây dựng nhiều hình thức hoạt động khác nhau, như thông tin bằng các hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu, tuyên truyền hội thảo, tọa đàm, vân vân. Qua đó giúp học sinh nâng cao nhận thức xã hội, lối sống lành mạnh, ngăn chặn biểu hiện học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng. Và kết quả thành kiểm khá tốt đạt là 1.235 em, và so với năm học trước là tăng lên 1%. Hai, về giáo dục trí dục, số lượng học sinh đạt loại giỏi và loại khá là 1.001 em và tăng 4% so với năm học trước. Tiêu biểu cho phong trào rèn luyện luyện tài của học sinh nhà trường đó là 424/425 học sinh của nhà trường đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 99,76%. Trong đó 390 em có điểm 3 môn xét đại học cao đẳng là từ 15 điểm trở lên chiếm 91,76%. Trong đó 317 em có điểm 3 môn xét tuyển đại học cao đẳng là 18 điểm trở lên chiếm 74,59%. Và đặc biệt, thầy xin biểu dương 25 em có kết quả xuất sắc có điểm 3 môn xét tuyển đại học cao đẳng trên 24 điểm. Tiêu biểu cho 25 em đó là khối A, khi ghi nhận và biểu dương em Nguyễn Bá Dương lớp 12H điểm là đạt điểm 25,6 điểm. Khối A1, ghi nhận và biểu dương em Đỗ Hải Đăng lớp 12M với tổng điểm 24,85 điểm. Khối D, ghi nhận và biểu dương em Lê Thảo Linh lớp 12M tổng điểm 25,15 điểm. Khối C, ghi nhận và biểu dương em Đặng Hoàng Việt lớp 12A tổng điểm 27,25 điểm. Về thể dục thể thao, ghi nhận và biểu dương các em có thành tích xuất sắc trong giải thi đấu điền kinh học sinh phổ thông
của thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Em Nguyễn Trường Giang, lớp 10D7, huy chương vàng môn tập thể Taekwondo. Ghi nhận và biểu dương em Võ Thị Thủy, lớp 10A1, huy chương vàng môn nhảy xa. Và còn rất nhiều em khác. Ghi nhận và biểu dương các thành tích của các con đã làm tăng thêm những trang vàng truyền thống vẻ vang của nhà trường. Trong hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2020-2021 của nhà trường đã tích cực đổi mới hiệu quả các chuyên đề hoạt động ngoài giờ lên lớp của các tổ chuyên môn, với chuyên đề của tổ ngữ văn thực hiện chuyên đề sân khấu hóa các tác phẩm văn học dân gian trong chương trình ngữ văn lớp 10, tổ toán tin thực hiện chuyên đề rung chuông vàng, tổ sử địa giáo dục công dân thể dục quốc phòng thực hiện chuyên đề Hồ Chí Minh hành trình và khát vọng. Các lớp đã làm các chuyên đề, thực hiện các chuyên đề theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng. Mỗi lớp tham gia theo tuần và các tiết mục đa dạng hóa do học sinh chủ động xây dựng. Và đến ngày 2 tháng 5 2021, với là 16 trên 30 lớp đã làm các chuyên đề. Thì bên cạnh đó, thì khoảng 5 lớp đã thực hiện các chuyên đề gắn với các chuyên đề của các tổ chuyên môn. Thì trong năm học qua, thì tổng số các chuyên đề các con, các lớp đã làm được thì đó là trên 2/3 học sinh đã làm được chuyên đề. Thì còn số lớp còn lại thì cũng rất là tiếc, các lớp đã chuẩn bị nhưng các con bị ảnh hưởng là cái giãn cách xã hội do Covid, do đó là các con cũng chưa thực hiện được chuyên đề này. Cụ thể, chi đoàn 12G với chuyên đề đất nước và tình yêu, chi đoàn 12A với chuyên đề ma túy không đúng, không thử dù chỉ một lần, chi đoàn 10D3 với chuyên đề thầy cô và mái trường, chi đoàn 11A với chuyên đề cơm cha áo mẹ chữ thầy, chi đoàn 12H với chuyên đề sáng mãi anh bộ đội Cụ Hồ, chi đoàn 12M với chuyên đề anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ chống Pháp, chi đoàn 12C với chuyên đề thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chi đoàn 11B với chuyên đề Tết xung vầy, chi đoàn 12E với chuyên đề Tết đông đầy, và 10D6 mùa xuân đất Việt, chi đoàn 10A1 với chuyên đề tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, chi đoàn 11H với chuyên đề tự hào truyền thống đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chi đoàn lớp 10A với chuyên đề Việt Nam quê hương tôi, chi đoàn 10D4 với chuyên đề khát vọng tuổi trẻ Việt Nam, chuyên đề lớp 10D1 với chuyên đề đất nước chọn niềm vui, chi đoàn lớp 10C với chuyên đề phòng chống ma túy học đường. Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch mời đoàn luật sư của thành phố Hà Nội về tuyên truyền phổ biến kiến thức an ninh mạng cho cán bộ giáo viên và học sinh, phối hợp với công an huyện Mê Linh tuyên truyền phòng chống ma túy học đường, bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, kiến thức an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá. Nhà trường cũng phối hợp với một số các trường đại học về làm công tác tư vấn hướng nghiệp và lựa chọn nghề cho học sinh năm 12. Về kết quả của giáo viên thì giáo viên giỏi cấp thành phố, nhà trường có một giáo viên đã đạt giải khuyến khích. Khi tìm hiểu pháp luật cấp cụm và Olympic cấp cụm các môn văn hóa, nhà trường được một giải nhất, một giải nhì, bốn giải khuyến khích môn giáo dục công dân cấp cụm. Về hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, nhà trường có một giáo viên dự thi cô giáo tài năng duyên dáng của thành phố Hà Nội tổ chức. 4 huy chương đồng môn cầu lông của cán bộ giáo viên nhân viên cấp cụm. Và như đã báo cáo thì không một học sinh được huy chương vàng môn điền kinh, không một học huy chương vàng môn võ karate do, và không một huy chương vàng môn taekwondo cấp thành phố. Về sáng kiến kinh nghiệm thì nhà trường đã có 8 sáng kiến kinh nghiệm được chấm xếp loại A cấp trường và gửi đi chấm cấp ngành. Được chăm lo đời sống của cán bộ giáo viên nhân viên và công tác nhân đạo xã hội từ thiện thì trong năm học 2020-2021 với rất nhiều những khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của Covid, nhưng cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh của nhà trường đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền
là 95.060.000 đồng trong năm học vừa qua với nhiều hình thức khác nhau. Trên đây thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, chúng tôi xin biểu một số kết quả của cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường đã đạt được trong năm học 2021-2022 vừa qua. Thay mặt của học sinh phạm của nhà trường, tôi xin tuyên bố bế giảng năm học 2020-2021. Chica, mela, mela, chiqui chica, mela.